Bài thơ số 11 Vận tiết mùa đông, tác giả Văn Phước, qua phần thể hiện của Đông Lê. Xin kính mời quý vị cùng đón nghe. Đông về lại phương trời như quyến rũ, làn mây chiều nhóm tụ ấm màn đêm. Trên đường quê lấp lánh tối ánh đèn, bên xóm nhỏ thân quen côn trùng gọi. Đêm lặng lẽ âm thầm trong bóng tôi, thắp nỗi niềm đẫm vội thầm luồn tim. Chốn thực hư vẫn mãi gắng công tìm, ôm ấp mộng lặng im trong hoài tưởng. Vầng dương rạng âm u dù khắp hương, giữa trời đông khí tượng buốt nơi lòng. Cõi chân đời phải chịu chút lòng đông, cơn bão gió xoay vòng bao cảnh trạng. Mưa cuồn dài kéo dài theo ngày tháng, việc cần lo nửa làng chẳng đông đầy, phải chung cùng góp sức để dựng xây, rồi cũng được vui vầy cho cuộc sống. Nhìn hiện cảnh đôi lần khơi cảm động, cố vun bồi khoảng trong một thời qua. Lụt triền miên đôi khuyết chốn quê nhà, gom trọng trách tầm cha khi đảm nhận. Dù khốn khó cũng liền thêm kinh nhẫn, là vách lành bổn phận tính định phân. Tình yêu thương vẫn ngại lúc đang cần, trong thời vụ gieo nhân trồng xuân tới. Dù khốn khó cũng liền thêm kinh nhẫn, lá rách lành bổn phận tính định phân. Tình yêu thương vẫn ngài lúc đang cần, trăm thời vụ gieo nhân trồng xuân tới. Xin cảm ơn tác giả Văn Phước với bài thơ Vận tiết mùa đông, rất tuyệt vời. Xin cảm ơn tác giả. Chúc mừng tác giả thật là nhiều.